Hello mọi người, mình là Blackby và mình rất vui khi được tham gia cái thử thách đắng của I Hate TV. Yo. Nhìn cái ly hơi ngán chút nhưng mà uống nước đắng rất là tốt. Mọi người có thể uống nước đắng tại nhà để thanh lọc cơ thể. Và cũng rất là vui sẽ được chuẩn bị thanh lọc cơ thể. Bởi vì Thái Vũ biết, Blackby biết là cái chương trình này khá là khó và sẽ uống rất là nhiều nước đắng đó mọi người. Mắt, eo và ngực. Sinh nhật của Vinh Râu là ngày là chị chết cha nhớ tháng âm lịch 26 tháng 12 âm lịch. Quỳnh Phương 12 tháng 8. Ribi không biết. Ribi ơi. Bình thường là uống nước đắng là có thêm một cái là ly nước sâm á mọi người. Rồi. Đắng. Ê. Ê. À. Thúy Kiều là tháng 2. Tháng 2. 20. 23 tháng 2. 20 mấy tháng 2 á. Say what? Mấy con nữ. Chốt. Đức Viễn nó tới 3 cái sinh nhật lần nhưng mà nó mới chốt cái là ngày 16 tháng 8. Khỏe người đó mọi người. Thấy đắng mà. Nói chung là uống nước đắng, biết uống nước đắng sẽ rất là tốt tại vì thanh lọc cơ thể, nó đào thải những cái nóng ở trong người mình ra và con người mình sẽ mát mẻ, nó sẽ sảng khoái trong công việc hơn. Thì mọi người chịu khó uống nước đắng nhiều một chút và phải mua thêm một ly nước sâm để sau khi mình uống nước đắng như cổ họng mình rất là đắng, mình sẽ uống nước một miếng nước sâm vô, nó sẽ hết cái vị đắng đó và sẽ rất là tuyệt vời và mát mẻ. Ok, thanh lọc cơ thể. Ok, tiếp. Hả? Còn hả? Còn. Ô chết cha. Ok. Ủa, cái này là cơm nguội hả? Đúng rồi. Trời, cơm nguội sao mà nhớ. Ok, chúng tôi sẽ phải đọc cái tên hashtag này và đọc ra cái tên cơm nguội. Và tên cơm nguội làm sao mà Thái Vũ nhớ, phải nói mình NGSJB. Uống. Cái gì ta? Cái đó là nữ gia sư cá biệt. Trời, làm sao mà nhớ được tên. Cái này thằng Vinh Râu nó đặt không à? Không có liên quan tới Thái Vũ. Thái Vũ phải đặt tên. Chết cha. KN ca ca nợ đó là một từ rất là thông dụng hiện nay. Cao thông dụng cái gì ta? Đáng đại đi. Biết là đáng đại rồi nhưng mà đáng không nhớ. Nope. Trời. Cái đó là khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp. Đúng rồi. Trời Vinh Râu ơi, Vinh Râu. Vinh Râu là cái này mặt tên trong cơm nguội. Không phải tôi, mày Thái Vũ. Thái Vũ chỉ làm kịch bản thôi mọi người. Tình yêu không không chia tay. Tình yêu không 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 có tiền. Sai, tôi một lần nữa gần đúng rồi. Tình yêu không có. Tình yêu không cần tiền. Không cần tiền. Vinh Râu ơi, Vinh Râu. Đưa cái này là tôi uống chắc rồi. Tưởng tượng má mày. Oh no. Tình ta mama. Ý. Tình. Ôm. Trời ơi. Cái này đắng thiệt. Trung tâm mai mối. Làm sao mà nhớ 200 mấy chục tập cơm nguội. Mọi người. Bây giờ tôi bảo đảm luôn. Tôi bảo đảm luôn. Vinh Râu nó ngồi đây nè. Trần Đức Viễn đạo diễn ngồi đây nè. Nhớ tôi mới ghê á. Tôi nói thiệt luôn. Má ly thì chắc rồi. Trời. Trời. mình đang cần sự trợ giúp của cái gì? Gió có một chữ gió. Gió. Tung gió tung bay. Sai. Tóc gió thôi bay. Đúng rồi. À, được. Trời ơi. Phải giờ cần có gợi ý mọi người ơi. Tình yêu. Liên khúc. Nope. Tình yêu.
Lucky. Đúng rồi. Ê. Ủa có cái tên cơm ngộ dài vậy luôn hả? Là bởi do lòng thái hả dạ. Không trời ơi, không cái này, là biết sai rồi đó. Cái này cái gì không biết thầy uống. Cái đó là Lưu Bình Dương vẽ thời hiện đại cách đây một năm. Ơi Long Xuyên không cái gì hai chữ tập công ngụ gì hai chữ làm sao làm ta uống đây là gì lầu xác hả cái gì có Bà Rịa Vũng Tàu đây nữa đây đúng tình bạn và tình yêu đúng rồi hết rồi đắng vẫn là đắng mọi người uống xong vẫn là đắng thôi. Ok tôi nói thiệt luôn, nói thiệt với mọi người là tất cả những tên này là Dinh Râu viết, Dinh Râu và Trần Đức Viễn đặt cho tập cơm nguội và bây giờ tôi bảo đảm luôn nếu có Trần Đức Viễn và Vinh Râu ngồi đây cũng bảo đảm sẽ phải uống như tôi thôi. Khó lắm mọi người, 200+ tập cơm nguội chứ không phải là chuyện 1-2 tập đâu. Còn nữa không? Còn nữa hả? Sẵn sàng. Cái này đơn giản không cần uống. Vậy là phải trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cỡ lại là cần cọc cơ. Ok cảm ơn tất cả mọi người và hãy nhớ theo dõi cho iHeyTV và sẽ có những cái số rất là đặc biệt dành cho mọi người nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye. Đắng lắm nhưng mà uống rất tốt. Bye. Nước đắng với vị siêu đắng. Mỗi khách mời sẽ lần lượt nhận những thử thách của chương trình thực hiện. Hay là uống. Thử thách đắng chỉ có trên iHeyTV.